Mở dịch ra thời điểm đó cũng tội nghiệp ổng lắm. Mình cứ tưởng là đi chay. Nhưng cuối cùng á, gọi video call á, bạn này thật thà với em ở cái chỗ mặc nguyên một cái bộ đồ luôn, gọi là đồ bảo vệ. Nó ủa, mới vừa nói chuyện với nhau không bao lâu là đi chay cùng nghe giai điệu âm nhạc, sau nay chuyển cảnh rồi, đổi cảnh rồi lẹ vậy. Mà chủ yếu á là em đi ra em coi mặt hàng của em thôi. Được á thì mình tiến tới, còn không được á thì mình tiến lui. Mình bay về nhau ở sân bay, ông nội này giống như con nít vậy đó, nhảy từ sáu ôm bó hoa. Em mới nhìn lại chứ chỗ bóng vậy ba, chỗ bóng vậy ba. Sao mình nhớ X-Men đàn ông đích thực lắm mà, mình có bị lầm gì không? Không, hai người tan vào nhau. Tan vào nhau là phải có nha. Tempo tầm khoảng 120 đến 140. Đúng nhịp đàng hoàng nói chuyện nha. 140 là gần Vina House gặp sai rồi nhỉ. Ok, giải thích sao? Kiểu lúc con đấy sự cố gì xảy ra không? Sập giường ạ. Sập giường ạ. Sập thật ạ. Ngày hôm nay Điện Trai Diamond và Diamond B có đem cái nồi cơm điện. Hy vọng nguyên một năm tụi em nấu cơm cho nó sung túc và cái nghề nó sẽ được phát triển lên đó. Hay quá. Nhạc tên quý vị ơi. Thơm quá, thơm luôn. Đâu nắm mà gì là coi như là ngón lạnh rồi đó. Kia. Quý vị khán giả đang xem chương trình này, nếu như ở nhà chúng ta đang ngồi thì vui lòng đứng lên nhảy cùng với anh em chị em chúng tôi à. Vô vô vô, come on. Vợ chồng son quá hay luôn. Nhảy hết chương trình luôn. Đừng có phỏng vấn. Số này là nhảy không à. Này bỏ bớt còn hạng mục đi. Đó chị. Ví dụ mà nói xấu nhau bỏ đi. Bỏ luôn đi. Đầu năm đừng ai nói xấu chân á. Em đánh luôn đi em. Em còn 20 phút nữa đó. Vô. Rồi. Ok. Cảm ơn DJ nam, DJ nữ. Rồi. Dạ. Không rồi chị ơi. Rồi. Giờ riêng phần còn lại chị cứ nói hết đi nghe. Tại em nhảy quá, tim em đập mạnh. Dữ vậy luôn á. Đập mạnh quá. Đó. Chị thấy là chưa gì năm nay là thấy tụi mình có một cái sự trẻ trung. Đúng rồi. Là sôi nổi rồi. Năng lượng tràn đầy rồi. Đó. Bây giờ mời hai vợ chồng chúng ta quay trở lại với cái cốt của chương trình Vợ Chồng Son ha. Dạ. Mời hai bạn giới thiệu về mình. Đúng rồi. Em là Quang, hiện đang làm nghề DJ tự do. Đang làm trong mảng Nalai và bên event. Năm nay 35 tuổi. Rồi tới vợ. Dạ, còn em là tên là Ngọc Ánh, là DJ Diamond. Em là người thành phố Hồ Chí Minh. Ngọc Ánh là làm DJ lâu chưa? Dạ, em làm chắc năm nay là năm thứ 5. Dạ. Rồi bây giờ là hai DJ ơi, hai đứa kể cho anh nghe đi. Cái cơ duyên nào mà hai đứa biết nhau nè? Đợt đấy là dịch Covid, hai miền Nam Bắc cũng đang rất là căng thẳng. Em thì cũng căng thẳng. Thế là em xả stress, xong rồi em lướt Facebook. Tự nhiên lại thấy bạn ấy xinh hết Add Facebook. Sau đấy là cũng comment qua lại. Sau một hồi một thời gian thì nói chuyện đi chuyện lại. Rồi cũng đến ngày sinh nhật bạn ấy. Lúc đấy em cũng chưa có cái gì gọi là có tình cảm. Xong rồi tự nhiên em thấy bạn ấy comment một câu là lúc nào cũng chậm hơn người ta. Là sao? Em đẩy số à? À, hay bật đèn xanh rồi, vượt. Nói chung là vậy, tại vì dịch rảnh quá anh chị ơi, thật sự luôn á. Mà để hay kiếm quá. Được một cái người á mà nó cùng một cái chí hướng âm nhạc á thì nó lại rất là khó. Mà đa phần đề ba vô là âm nhạc trước chứ không phải là dạng tình cảm tình yêu gì đâu. Vừa mở dịch ra thời điểm đó cũng tội nghiệp ổng lắm. Mình cứ tưởng là đi chay. Nhưng cuối cùng á, gọi video call á, bạn này thật thà với em ở cái chỗ mặc nguyên một cái bộ đồ luôn, gọi là đồ bảo vệ. Nó ủa, mới vừa nói chuyện với nhau không bao lâu là đi chay cùng nghe giai điệu âm nhạc, sau hôm nay chuyển cảnh rồi, đổi cảnh rồi lẹ vậy. Nó tiền hay sao? Thì cũng thật thà, bắt đầu mới chia sẻ là tại sao phải làm bảo vệ thế này thế kia. Em làm bảo vệ là thật hả? Dạ vâng. Thì lúc đấy là khó khăn, nếu không ai được đi làm được cái gì cả. Thì lúc đấy là em có làm bảo vệ ở một cái tòa nhà. Thì lúc đấy em nghĩ là ở nhà thì cũng không phụ giúp được gì cho bố mẹ cả. Thì tại sao mình không đi làm một công việc gì đấy. Lúc đấy là nghề chạy Grab và tất cả ship đều đóng băng hết. Ngưng lại hết. Vâng, chỉ có đúng một cái nghề bảo vệ là không bị đóng băng. Thì em mới nộp hồ sơ đi xin làm. Làm từ lúc mà chớm dịch. Sau đến khoảng em làm được khoảng 5 tháng ở Nightline trở lại bình thường và cuộc sống nó ổn định dần dần trở lại. Thì em lại nghỉ công việc bảo vệ và em lại quay lại cuộc sống và công việc của em trước đây. Và em đi ra em có gặp ảnh ở tại cái chung cư đó với bộ trang phục bảo vệ không? Em tính là một cái gì đó bí mật. Thời điểm đó giá cũng rẻ luôn chứ không có nổi quá mắc.
thì em sắp xếp em ra đúng một ngày thôi, bữa nay em đi ngày mai em về, nhưng mà chủ yếu là em ra em coi mặt hàng của em thôi. Được á thì mình tiến tới, còn không được á thì mình tiến lui. Mình bay về ra gặp mặt hàng không? Ra ra thấy ảnh thấy giống như là dạng không giấu được, có nghĩa là khi mình ra sân bay là cái quang cảnh sân bay rồi. Thì ông nội này không ngủ cả đêm luôn, để chỉ đợi đón em thôi, mà hai đứa coi như là gặp nhau ở sân bay. Ông nội này giống như con nít vậy đó, nhảy từ sáu ôm bó hoa. Em mới nhìn lại chứ sao chỗ bóng vậy ba? Sao chỗ bóng vậy ba? Sao mình nhớ X-Men đàn ông đích thực lắm mà. Mình có bị lầm gì không? Không thì là mừng quá. Em vui quá thôi là, sau khi ở sân bay thì về hai đứa đi đâu nè? Rồi hai đứa tận hưởng cái giây phút ở bên nhau ở ngoài ấy ra đi sao? Đi khách sạn liền luôn chứ đi đâu anh? Càng nhỏ này không có cái em. Thì để đồ khách sạn trước cái đã đó, đấy, đó. Đấy để đồ khách sạn. Xong đây là đi ăn, đi ăn, đi Hồ Gươm, Lăng Bác, những cái danh lam thắng cảnh ở ngoài Hà Nội. Em không có thời gian mà dắt em đi vòng vòng như vậy em, đó. Có em từ từ em, xong rồi mình mới về khách sạn để lại cất đồ tiếp. Sau lần đó về là tụi em quen luôn á, tụi em yêu luôn á. Bạn thấy chuyến đi ý nghĩa quá trời đúng không? Thì nói chung là nó cũng ngộ nghĩnh hơn tất cả những cái cặp khác em nghĩ, tại vì tụi em làm nghệ thuật, tụi em là DJ quen nhau chung âm nhạc, cho nên là đối với em những cái cuộc mình giống như là dàn thử chắc chắc như vậy á. À, cũng phải mở nhạc lên, cũng phải hợp gu nhạc rồi, nói chung là phải một cái gì đó trong âm nhạc em mới chịu. Nhưng mà lần đó là em ở lâu không, hay là cũng đúng như dự định là hôm nay đi rồi ở một hôm rồi về? Dạ hôm nay đi ở một hôm rồi về. À bên này chắc luyến tiếc dữ lắm đúng không? Khóc quá trời luôn, khóc thật. Đưa ra sân bay là khóc lắm luôn đúng không? Không biết bao giờ mình mới vào được với người ta, tại vì lúc đấy Hà Nội là nó cũng hơi căng căng, với cả là lúc đấy kinh tế của em lúc đấy vẫn đang làm bảo vệ, làm 12 tiếng một ngày mà lương tháng 5 hay 6 triệu đấy. Thì một cái vé máy bay thì rẻ nhất là tầm khoảng 1 triệu rưỡi đúng không ạ? Đấy chi với mình ăn cái gì. Đấy thế nên là mình nghĩ là không biết bao giờ mới gặp được bạn ý nữa. Thế là em có lỗi lo canh cánh là cô ấy về rồi bỏ mặc mình đúng không? Em có lo dạ, tại vì lúc đấy cũng mới thôi, xong với cả là không biết bao giờ xã hội bình thường lại để mình đi làm lại, xong rồi mình mới có cái kinh tế mình đi vào, mình bay vào gặp người yêu. Rồi sau đó thì hai đứa giải quyết như thế nào để cái việc yêu xa phải ra vào Nam Bắc như vậy rất là tốn kém. Hai năm đó. Rồi đó anh chị, có nghĩa là cứ một tháng là trung bình là 2-3 lần bay. Thì trung bình là 2 năm rồi tụi em chắc mua được 2 chiếc SH luôn á. Hết nổi rồi. Chịu hết nổi rồi. Nhưng mà lý do gì, tại sao có cái gì cấm cản mà mình không cưới sớm luôn đi? Hoặc là em vào ở hẳn trong này luôn đi, chứ sao lại cứ phải 2 năm trời mà tốn tiền dữ vậy trời. Thực sự là em cũng nghĩ đến cảnh là không thể chịu nổi cảnh này, là cứ phải đóng họ cho bên vé máy bay nữa rồi. Thực sự luôn. Sau rất nhiều lần để đi đến cái quyết định kết hôn là vì sao? Em cảm thấy là cứ ở xa là cãi nhau, hở ra là chia tay, không lý do. Mà em chỉ vừa có tiễn ra đến sân bay, hoặc là em từ sân bay ở trong Tân Sơn Nhất em về Hà Nội, giận dỗi. Là giận dỗi cái gì? Là sao? Em không hiểu luôn. Nhưng mà tụi em là mới cưới đây đúng không? Dạ, ngày 11 tháng 11 2023 luôn. Đó, mới cưới luôn. Và em quyết định rũ bỏ tất cả để vào trong đây bên cạnh vợ. Dạ, thực ra là có một cái quyết định rất là khó khăn với em. Để mà chia sẻ cái thu nhập ra thì trên truyền hình cũng hơi buồn cười, nhưng mà nó dao động tầm khoảng 15-20-20-25 một tháng. Thì vào đây thì trước mắt là em chưa có một cái gì cả. Nhưng có một số anh em, đồng nghiệp và những người thân của vợ em cũng giúp đỡ em một chút ít. Thì em vẫn có thể là chạy đi chạy lại và làm một số công việc DJ như bình thường. Nhưng với em là người đàn ông ấy, thì em cũng rất là sợ những cái suy nghĩ là mình mới đi vào xong là bị ăn bám vợ hay nhào đấy. Em thì em không thích. Em đừng bao giờ có một cái mặc cảm là ăn bám vợ cả. Ở đây có rất là nhiều công việc, và thậm chí là công việc của em chỉ cần em mở trung tâm, em mở lớp, em dạy thôi là biết bao nhiêu người học ấy. Vâng. Thật á, đâu em chuyển sang một cái hướng đào tạo đi. Rất rất nhiều người thành công với công việc này. Vâng ạ, em cảm ơn ạ. Thôi, đầu năm đầu tháng, chúng ta phải kể một cái chuyện gì cho nó vui đi nào. Cho đi. Nó tưng bừng, cho vui nó đi. Bùng nổ đi nào. Cưới nhau về rồi, trong một thời gian ngắn ngủi gì thôi, có bao nhiêu tật xấu của anh ấy kể ra đi. Thấy vui chưa? Để xìm xầm cái coi có ai kể trước cô ấy anh ấy. Rồi, bây giờ sao? Ai thua là ai thua kể trước. Dạ. Một, hai, ba. Rồi, bé kể trước đi. Kể trước đi, ông có tật xấu gì? Để gom lại tóm tắt đi chứ quá trời tật luôn. Em nói thiệt, em chỉ canh đúng có 2 năm có 1 ngày này để em được kể thôi. Ok, non stop luôn em, non stop luôn. Lỡ bởi vậy, okay. Thứ nhất là không thích ngủ, bị chảy ke, quạo, ngủ dậy quạo. Quạo sao đâu? Vậy giống như là ngủ chưa đủ giấc, cái gì gọi là cọc cằn thô lỗ này thế kia. Có nạt em vợ không? Nạt ngang, nạt dọc, em ghét em lấy đôi dép em quá bóp.
tức là nếu đỉnh luôn ngày đầu tiên sạch sẽ bao nhiêu, tính năng xúc miệng rửa mặt coi như là sạch sẽ bấy nhiêu để mình mở mắt ra mình thấy là kia là thơm tho. Còn bây giờ em nói thật, dù dơ dù xấu tôi nói hả, không còn gì để trả nổi nữa. Rồi trọng âm nhạc hơn vợ, nhiều khi đang làm nhạc cái đó cái mình hỏi cái bắt đầu quay qua nạt mình một cái. Ồ, tổn thương. Tổn thương quá trời luôn. Em có nạt lại không? Em đập luôn cái máy tính, em đập luôn cái máy tính. Thiệt, em đập luôn. Đập thật ạ. Đập thật luôn. Là bao nhiêu ghi hay là cái gì đó là coi như là xong. Em là dằn mặt nhớ là từ trên tầng 2 các hai. Nhạc này mày. Nhạc này mày. Quay qua mà nạt em cái là em quê rồi. Có nghĩa là em không thích nạt. Đúng rồi, đó. Em thích ngọt. Sao có nồng nhiệt giống như cái buổi đầu tiên vừa gặp ở Hà Nội. Rồi. Cái này là anh nói là em cũng khai thật luôn. Cái nết của em á khều là phải lên. Thì thật sự là vậy, tụi em tính là tại vì tụi em yêu xa, tụi em toàn là chơi sỉ không mà chứ không chơi lẻ. Tại vì ở ngoài Hà Nội ví dụ như là 3 ngày 2 đêm hoặc là 2 ngày 1 đêm là có bao nhiêu công sức mình dồn vô hết luôn. Đó. Thì tại sao lúc đó nó lại là hăng say, hăng hái quá? Bởi vì em nói là khi mà ở lại ở cùng với nhau rồi á thì mới sẽ lộ ra những cái gọi là khuyết điểm tật xấu. Còn mà lúc mà ở xa thì em thấy lúc nào cũng đẹp, đó. Lúc nào cũng mạnh khỏe, lúc nào cũng dồi dào. Đó, lúc nào cũng thơm tho. Còn bây giờ ở với nhau rồi thì bắt đầu lại lo ra. Rồi bây giờ mong muốn Quang thay đổi điều gì nè? Bớt trẻ con lại, thấu hiểu cho nhau. Tại vì hai đứa là đều làm một công việc á. Nhiều khi em phải có tiếp xúc với đồng nghiệp nam hoặc là những bạn nam. Đồng nghiệp nam, đồng nghiệp nữ là như nào, là sao? Có nghĩa là đôi khi chụp một hai tấm hình, lát nữa là lát nữa em bay qua chỗ anh hoặc em chụp xin chụp hình này, không sao đâu. Ủa em buồn cười nhỉ. Thì giả bộ lên chụp một hai tấm hình có sao đâu, hay là không, tương tác với tôi không, rồi đấy tôi mực rồi không đấy. Chị ơi, cái này cho em phép em ngắt lời cái này. Ví dụ như là anh Thuận này, anh MC Nam Pro hay là anh nào đấy ok, nhưng tự nhiên là khách xong rồi lên lại còn dí dí mặt vào gần má và tóc thì là em thấy là không ổn lắm chị ạ. Thôi bây giờ sẵn đà em nói luôn đi. Nói đi. Mà bây giờ em nói luôn. Trần đời em đã biết là em biết ý là vợ em cũng là hay hoạn thư tí ạ. Hoạn thư. Em thì em cũng không gọi là không ghen hùng gì đâu. Em chỉ là ăn ớt quả cả quả thôi chứ không là có gì hết. Đấy. Đây nhưng mà em thì biết ý, em không bao giờ dám chụp ảnh với cả là đồng nghiệp nữ bao giờ. Không dám luôn. Xong đầu đến lúc mà bánh nhạc mặt 90 độ như này, không trái, không phải, không ngang, không dọc như này. 90 độ thôi. Là em đúng không? Là quay đúng không? Đúng cái khung hình A4 luôn như này. Là chỉ có tập trung vào cái máy đĩa thôi. Vâng. Không sao. Chụp tí xíu hoặc là em block Facebook liền. Rồi bây giờ mình vào thẳng vấn đề đi. Đúng rồi. Xong rồi còn cái trò là cứ hở ra cãi nhau là chưa, trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã thông, xong bắt đầu lên Facebook khóa block nhau với cả là unfriend. Xong rồi nhiều lần nữa unfriend quá thế là em mới block cho phát. Liều. Sau pha đấy là bà ấy nhằn cho từ năm này đến tháng nọ, từ tháng 8 đến tháng 12 luôn, đến lúc cưới luôn. Nói hoài luôn. Vâng ạ. Ơi nhưng mà nè, cái vụ mà bật nhạc mạnh thật mạnh là sao? Bật nhạc mạnh thật mạnh là bạn ấy em không có dịu dàng được, em thích nhạc phải sôi động. Lúc mà khi mà hai người tan vào nhau. Tan vào nhau là phải có nhạc. Tempo tầm khoảng 120 đến 140 đúng nhịp đàng hoàng mới chịu nha. 140 là gần Vina House gặp sai rồi nhỉ. Ok giải thích sao kiểu lúc có đấy có sự cố gì xảy ra không? Sập giường ạ. Sập giường ạ. Sập thật ạ. Là sập thường xuyên không hay là chỉ có một lần thôi? Có một lần đấy, cái giường khách sạn có nói chuyện với cả chủ và có đền người ta cũng cảm. Thôi thôi bây giờ mong muốn bạn gái xinh đẹp của mình thay đổi điều gì nè? Cái mong muốn của em cũng giống như là của người bạn đời của em thôi, là biết lắng nghe, biết thông cảm, thấu hiểu và chia sẻ với chồng mình. Và cái điều đấy vợ em thực sự mấy ngày qua làm rất tốt, vì thực sự mấy ngày qua em rất là stress và bạn ấy là người động viên em rất nhiều, cùng với cả gia đình em ở xa như vậy cũng cảm giác bây giờ coi em như con ghẻ, đây là con ruột đấy, buồn cười lắm chị ạ. Nhưng mà không sao, nghe cái điều đấy là làm cho phụ huynh em cũng thấy rất là mừng. Phụ huynh cảm thấy yên tâm và rất là vui vẻ khi là con mình kể là đi xa hay như thế nào mà lấy được vợ các thứ, được công dung ngôn hạnh, được lo đủ mọi thứ được cho mình như thế, em thấy rất là tuyệt vời. Rất là cảm ơn hai vợ chồng đầu năm đã đến đây chia sẻ những cái câu chuyện nó hết sức là vui. Anh chỉ chúc cho hai vợ chồng và đặc biệt là Quang ha. Em vào đây với một cuộc sống mới luôn luôn gặp thật nhiều người yêu thương mình đó. Công việc mọi thứ được thuận lợi và hai vợ chồng luôn luôn yêu thương và hạnh phúc như thế này nghe. Vâng ạ. Rồi. Với lại biết sao chị nói nè, cái thời gian tụi em đầu tiên mà sống chung với nhau á là nó sẽ cọ xát rất nhiều thứ và chắc chắn là sẽ có nhiều mâu thuẫn á, nhưng mà cái đó là không phải chỉ có một mình đâu, tất cả các cặp đôi đều như vậy hết. Thành ra là
hai đứa phải gọi là bước lên trên tất cả những cái điều đó, để mà đừng có vì những cái tự ái bé xíu vậy đó rồi xong bắt đầu giận hờn nhau rồi lóc Facebook rồi nhiều khi lại chia tay chia chân. Đừng bao giờ như vậy, cố gắng gọi là hiểu nhau, tôn trọng nhau, chia sẻ với nhau nhé. Yeah. Rồi cảm ơn hai vợ chồng, chúc đỉnh tượng quá. Hai bạn giới thiệu cho mình. Dạ, mình là Nguyễn Văn Thành, năm 34 tuổi, nghề nghiệp hớt tóc. Còn em? Em là Nguyễn Thị Mừng, năm nay 22 tuổi, nghề nghiệp là phụ chồng làm tóc. Mẫn là người gì? Người dạ, em người Huế. Người Huế. Dạ. Còn Thành là những người Bắc hả? Dạ đúng rồi, em ở Lạng Sơn. Dạ. Chồng Lạng Sơn, vợ Thừa Thiên Huế. Ủa hồi nãy em nói em là bao nhiêu tuổi? Dạ 22 tuổi. 22 tuổi, còn Thành nhiêu? Mình 34. Nghĩa là lớn hơn lớn nhỏ con giáp. Đúng rồi, con giáp. Thường là con trai Bắc á là thích gái Huế lắm nha. Nhưng mà con gái Huế thì hình như là không có thích trai Bắc đúng không? Dạ đúng rồi. Con gái Huế là thích trai Nam. À. Dạ đúng rồi. Ờ, như vậy chắc chắn á, là cái việc Thành á, mà theo đuổi Mận là hơi bị khó đúng không? Dạ đúng rồi. Khó không? Khó. Khó sao? Đâu kể cái buổi ban đầu lưu luyến ấy. Cái khoảng 6 năm thì mình mở cái tiệm hớt tóc ấy thì cũng cạnh chỗ xưởng làm của vợ mình. Ừ. Lúc ấy mình nhìn vợ mình lúc ấy thì khoảng độ nhỏ lắm, chừng tí à, chừng 16 tuổi ấy. Chứ ấy mình cũng có một đời vợ rồi. À. Mà cũng có một đứa con gái, lúc ấy chia tay rồi. Ừ. Khi đó mình gọi chồng mình bây giờ là chú. À. Cũng nghe mấy người trong xưởng làm á kêu là cha này là có vợ có con đấy, liệu hôn mình có quen. Mà nhìn ấn tượng lúc đầu cũng ghê lắm. Không phải để tóc như bây giờ đâu. Nó quắn 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 như con heo vậy nè. Đó sẽ rõ ràng. Cái đầu của Thành nhìn giống cái đuôi heo. Nhìn cũng không có ấn tượng. Có là người đi ngang qua, anh thì đang lấy tay vậy nè, mắt cứ nhìn chăm chăm vậy. Cứ nghĩ trong bụng kêu làm gì chắc thùng tay khách quá. Lúc đó là Thành để ý cô này không luôn, vừa để ý vừa thả dê tí để cô ấy biết là mình cũng có tình cảm với cô đấy. Thả dê làm sao? Lâu lâu cô ấy đi ngang quá nhìn không mình huýt 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 chuột huýt. Mỗi lần mà anh đút chuột vậy em cảm thấy khó chịu không? Chàng nhắn mình cũng ngay nè. Rồi cái cha này xong nhìn mặt ghê thế. Còn có cái điều cười mà cười ghê lắm, anh cười cho nên chỉ cần đi ngang qua là nút chuột xong sau đó là cười. Mà lúc ấy không biết làm cách nào để cua người ta nữa. Tình cờ bên xưởng làm của ấy mất điện, tự nhiên cô ấy mang cái điện thoại qua rồi nói chú ơi chú cho cái con sạc cái điện thoại với mình luôn. Mình bảo thôi em cứ vào em ơi, tiếng không mời sạc điện thoại. Còn lúc ấy thì em cứ về đi, để trong lúc ấy là mình lấy điện thoại của cô ấy gọi số của mình nhắn qua đến lại rồi thì cô ấy nhắn mình lại như thế này: chú ơi chú, con lạy chú có vợ con này, chú đừng có cua con nữa. Lúc đó là em vẫn chưa biết. Cứ tưởng là kêu người ta đồn á, đúng không? Lúc mà cô ấy kêu là thuê thì chú thôi rồi đó. Thôi thôi, mình cũng thôi. Mình tức lắm. Thường á, buổi chiều á, ở chỗ làm của mình á, thì mình hay lấy nước rửa tay đồ ra nè. Rồi mình ra mình dội ra sân ấy, cho sạch. Trong cái hôm đấy á, thì tình cờ đang chuẩn bị dội. Tự nhiên cô ấy với bạn cô ấy đi ngang qua. Hất luôn. Làm hất luôn. Nó là chảy ra. Hết luôn. Mình sợ lần sau mà đi ra thì chạy nhanh, không dám đi từ từ. Sao kỳ ha, thường là đã sợ một cái con người nào rồi là sợ luôn á, né cả đường đi lối về luôn đó. Sao tự nhiên bây giờ lại lấy nhau kỳ? Thì lúc đó thì con cũng có bạn trai rồi. Nhưng anh này là những người là dự bị thôi. Rất là buồn, thật buồn. Nó mới nhắn tin hỏi là này kia rồi mới rủ đi chơi, là dạng như là làm xe ôm cho mình á. Lần đầu tiên là đi với nhau, chú có làm gì cháu không? Lần đầu tiên ấy thì cô ấy mặc quần đùi ngắn ngắn ấy, thì thấy giò thì cứ đụng đụng người mí ấy, mình bỏ tay đằng sau xem sao, sờ tí. Chửi à? Chửi luôn. Không có chửi mà phản ứng tự nhiên thì hỏi là chú làm gì á. Kêu là anh mỏi tay quá, anh bỏ tay xuống một tí rồi á. Vô tình đụng thôi đúng không? Vô tình thôi, với mình nhá nhá thôi, mình cũng không dám để lâu. Có nghĩa là chỉ có cái chuyện sờ đùi vô tình xảy ra thôi chứ. Cái này em nghĩ không vô tình đâu, cố ý. Nhưng người ta đàng hoàng thì người ta không làm vậy đâu. Rồi sao cái bữa đó có gì không? Không, sau bữa đó thì vợ mình nói là thôi, chú ơi chú, con lạy chú ghê lắm. Con không dám đi chơi với chú nữa đâu. Rồi lúc ấy là thôi.
thôi trong bao lâu thì thôi mới là có lần thứ hai? Thì như cũng 6 tháng sau mới nhắn lại. Thôi không sao, lúc ấy lâu lâu về tối thì cứ gọi điện thoại nói chuyện thôi. Trong thời gian 6 tháng ấy thì lúc ấy thì cũng buồn buồn thì mình hay đi uống cà phê ôm ấy. Thôi. Lúc lần nào mình đi uống là gặp vợ mình là đi gì? Ngang qua là nhìn thấy. Mà mỗi lần gặp vậy em có phản ứng gì không? Thì mình chưa là gì của nhau thì cứ đi chờ bình thường thôi. Đến khi về nhà mới nhắn là con kinh tởm của người chú quá. Không thấy ở trong tiệm, thấy ở ngoài quán thì lại ngồi với em phục vụ á. Thì lúc ấy mình cũng như nhận được tin nhắn của người ta nghỉ sướng. Tự nhiên là có người ghen. Nhưng mà thật lòng là em có ghen không? Ghen thì cũng không đúng, đó thì cũng có bằng trai rồi. Ít tháng sau thì mới về quê làm đám hỏi á. Wow, gây cấn rồi nghe. Nói là đám hỏi thôi chứ mình quen trên đài á. Nói chuyện thì cũng thấy hợp, thì bắt đầu mới đi hỏi về thì mới biết anh này là gia trường nè. Gia đình này khó tính, cũng thường xuyên cãi nhau lắm. 3 tháng sau thì chia tay. Còn lúc cô ấy đi hỏi ấy, lại có như thế này, phải tức chứ. Cô ấy còn nhắn tin cho mình: chú ơi chú, con đang đi hỏi chồng nè. Mình tức, mình nhắn tin: em có đi hỏi thằng đó cũng không hạnh phúc đâu. Em thì có lấy anh mới là hạnh phúc thôi. Trời ơi, con trả lời kia là sao? Em không trả lời. Thì là 3 tháng sau là bắt đầu chia tay anh kia. Thì bắt đầu cũng có cảm tình tí xíu thôi. Mày nghe mong manh à, bé mặt lên đấy đi hỏi chồng rồi mà sao mà cãi nhau, chia tay đó. Luôn mình mới có cơ hội tiếp. Xong đến một thời gian sau đó thì đi chơi lần thứ hai. Xong rồi mình rút kinh nghiệm lần duy nhất, chạy luôn vào quán cà phê sân vườn. Có sợ không? Sợ lắm, tối o mà. Rồi chú có làm gì cháu không? Thì lúc đầu thì cầm tay mà 5 phút sau tự nhiên ôm hôn luôn. Đúng dự dặn như con báo vậy đấy. Tự nhiên hay là buông xuôi tay? Sợ quá, buông xuôi tay luôn ha. Lúc đó còn trẻ con lắm, sợ. Sợ đến bao lâu thì mới hết sợ? Nhưng mà lúc ấy thì cô ấy cũng chưa yêu đâu. Tôi lại còn một cái anh người cùng quê nữa, cũng để ý vợ mình. Quê chơi á, anh này là có vợ 2 con. Mà khi quen mình là giấu là còn trái tưng á. Thì sau thì tìm hiểu mới biết là anh này có vợ rồi. Thì mới nói với má. Thì má mới khuyên là thôi đi vô lại Sài Gòn làm đi. Cho là hay đi học ở chỗ thằng Thanh đi. Sau đó thì mẹ vợ nói là gửi gắm cho mình. Nên lúc ấy mình thấy sướng quá. Không, nhưng mà bây giờ vậy nè, cái lý do gì mà đồng ý làm vợ của cô Thành? Ở ngoài quê thì mẹ là có kêu là con gái thì có 12 bến nước, chả biết bến nào trong mà tròn đâu. Chắc thằng Thành này, chắc nó không thương mày thiệt. Lúc đó thì mà cũng có nói là bà cũng có dặn là lấy thằng nào mà đừng có bia rượu giống ba mày khù lắm. Thì vô tình anh này là không có biết bia rượu gì cả. Có nhiều dồn vô cái chuyện cô gái hết rồi. Dạ đúng rồi. Rồi bây giờ lấy nhau xong rồi thì khi gặp con của Thành á, thì hai dì cháu, bây giờ gọi con của Thành gọi dạ là gì? Là gì? Hai dì cháu có hợp nhau không? Dạ có, hợp lắm. Như chị em vậy đấy. Đi đâu cũng đi cùng. Lần đầu tiên là đã hợp liền không? Dạ lúc đầu thì hơi ngại thôi. Nhưng chồng bây giờ thì mới dạ như làm cái cầu nối á. Mà là em cũng thương, dạ, thương đúng rồi. Bé. Dạ, thương như một người mẹ hay thương như một người chị? Chắc là như một người chị quá. Vui lắm. Vui lắm luôn á. Bánh tráng trộn còn ăn với nhau mà. Kêu Ngọc Ánh trộn cái gì mà ăn cùng nha. Vui lắm. Này, nhà thoải mái lắm. Cái tâm mình cũng không có đến nỗi là xấu như người ta. Như vậy thì khi mà em chứng kiến vậy em có xúc động không? Cũng không dám nói ra đâu. Mình chỉ nhìn và quan sát thôi. Mình biết vậy đâu mà. Nhưng mà vui trong lòng. Thì mình thấy cũng hơi cũng được. Như vậy thấy yêu vợ hơn không? Thì cũng nói thật là cũng yêu vợ hơn. Ồ, rồi bây giờ là tình cảm của em bây giờ như thế nào? Anh em thì thương cái gì cũng đồng đều hết. Mình không có kiểu như là phân biệt đối xử hoặc là vợ em đẻ đứa con em ra như này mà em bỏ đứa con đang ở với em được. Vợ em biết mà. Em có dành cái tình thương nhiều cho bé lớn không? Dạ có. Giống như mình mua đồ đúng không? Thì đứa lớn cũng có, đứa bé cũng có. Chứ không riêng đứa bé. Vậy con chị nó sẽ tùy lắm. Đấy. Đúng rồi. Thực ra cái tâm lý của người, nếu mà cái người gì mà đã thương cái bé mà con riêng của chồng rồi á, thì khi mà em có đứa con ra em sẽ cảm thấy rằng là em sẽ thương cái bé đó hơn nữa. Dạ. Là vì cái đứa sau của mình nó được đầy đủ quá, có cả cha lẫn mẹ cái bên, trong khi cái đứa lớn á thì nó bị thiếu hụt. Cho nên cái chuyện mà em dành tình cảm cho cô bé kia nhiều hơn một chút theo chị nha, đó là một cái điều em nên giữ để bù đắp cho cháu. Dạ đấy, thì mẹ chung cũng có nói mình không có công sinh nhưng mình có công nuôi dưỡng nó, thì sau này nó cũng thương mình. Rồi lúc đó chồng em cũng có nói là em mà thương con anh nhiều á thì anh còn thương em nhiều hơn à. Chính xác. Dạ. Chính xác. Rồi trong thời gian mà về ở với nhau thì hai bạn có nhận ra tật xấu gì? Là tật xấu của vợ mình á. Suốt ngày Facebook. Cái gì xấu hơn cái đó không? Hay nói nhiều. Nãy giờ thấy Thành nói nhiều hơn nó giận. Tính em thì cũng nói nhiều. Có bữa anh đang ăn cơm thì mình nói nhiều á. Anh quặt cái chén ngoài đường. Dư lắm nha, nóng tính lắm.
Có lần á đang điên cái gì á, đập kính là cửa rồi cái đầu đúng không còn chào một cái vắt này, giờ còn theo ở trên đầu này. Người em nha, nóng tính lắm. Hỏi nhỏ này, có khi nào mà ganh tình cảm của chồng với hai đứa con không? Thấy chồng lo cho con thương hai đứa kia nhiều lắm. Thấy chưa? Mới hỏi là có đồng đều cho ba đứa không đó. Tính là con này là thiệt hơn hai con kia. Nói vậy thì cũng không phải. Thấy người ta như thế, đối xử với mình, thương yêu mình như thế thì nhân đây tham gia chương trình này anh cũng nói với em là thật sự thì cũng yêu em lắm, yêu em nhiều lắm. Nói chung thế, không phải như thế đâu. Nếu mà là, trời ơi, nói kiểu đó. Nói như vậy có phải là tình cảm không? Không, tại vì mỗi người mỗi kiểu mà. Nói thế là thật lắm đó, chứ còn nếu mà không thật đó là sẽ là kiểu khác. Nói mà thấy mặt thằng đỏ này thôi. Nhân đây anh nói với ông nè, anh rất là... Có nghĩa là Thành không có quen đầu môi chót lưỡi đúng không? Dạ vâng. Em nói mà nói theo cái kiểu văn hoa chữ nghĩa là em nói không có được. Em nói không được. Em rất là thật. Thay vì như những người đàn ông khác thế nào. Em à, em có biết là anh say đắm từng bờ môi của em, từng ánh mắt nhìn, từng cái hơi thở của em hay không? Nhưng mà Thành á, là tất cả những câu nói đó Thành gom lại bằng một động tác là đúng không? Không nói được. Cho nên là nhiều khi người nào mà chưa hiểu thì nghĩ là Thành dê. Có nghĩa là nói không được cho nên là mới lấy cái tay sờ đùi đúng không? Bây giờ chương trình thì cũng cảm ơn hai bạn đã đến tham dự. Và rất mong là gia đình của bạn giữ được cái hạnh phúc các bạn đang có. Và nhớ là bỏ cái chữ chung riêng đi nha. Dạ. Đúng không? Chung hết. Chung. Đó. Chung một mái nhà. Đó, chung hạnh phúc với hai nàng công chúa. Rất là dễ thương. Xin cảm ơn Thành với Mận. Cô Hồng Vân xin chào chú Quốc Thuận. Xin chào quý vị khán giả đang theo dõi trên truyền hình chúng ta. Con có căng thẳng không? Dạ, có một chút căng thẳng. Con đừng căng thẳng gì hết trơn, trọi giống như bây giờ con đang tâm sự với cô chú đi. Đúng rồi. Con nói lớn lên. Dạ. Thì cô mới nghe được con nói cái gì nè. Rồi làm lại ha. Dạ, dạ. Rồi bây giờ mời con giới thiệu về mình. Dạ, con xin chào cô Hồng Vân, chú Quốc Thuận và các quý khán giả đang theo dõi chương trình Vợ Chồng Son. Con xin tự giới thiệu, con tên là Phùng Văn Sô, năm nay 32 tuổi, đến từ tỉnh Đồng Nai. Và đây là vợ của con. Rồi. Số năm nay nhiêu tuổi? Dạ 32 ạ. Con đang làm gì? Dạ con làm kinh doanh về bất động sản ạ. 32 tuổi mà nhìn giống như cỡ 27 vậy đó. Với lại á, nhìn thấy thằng Sô nó lai lai á chị. Có khi nào có là... một nét ấn ha, ấn á. Em thấy nó giống người Nga á chứ. Không, Ấn Độ. Đâu đâu, nhà ba mẹ có lai không? Dạ không, ba mẹ con là người thuần Việt. Nhưng mà Việt. Chắc hồi xưa là bố mẹ ấn nhiều quá nên giờ nó lai ấn một tí xíu. Ấn nhiều quá là ấn vậy được không? Ơ sao con họ Huỳnh hả? Dạ con họ Phùng ạ. Phùng Văn Sô. Dạ. Phải chú liên tưởng tới Liên Xô không ạ? Dạ. Rồi mời con. Dạ con xin chào cô Hồng Vân, con xin chào chú Quốc Thuận và tất cả quý vị khán giả đang xem đài. Con tên là Trung Thị Minh, 33 tuổi, con ở Biên Hòa Đồng Nai. Dạ. Con đang làm gì? Dạ con buôn bán. Dạ. Buôn bán, còn anh là về bất động sản. Dạ. Đúng không? Còn con là buôn bán cái gì nè? Dạ con buôn bán đồ ăn vặt á. Đồ ăn vặt. Online hay là trực tiếp? Dạ, ở nhà? Trực tiếp luôn ở nhà. Ở nhà. Dạ. Bán các loại như thế nào con quảng cáo đi. Dạ con bán bánh tráng nướng. Bánh tráng nướng có gì nữa? Trời ơi. Dạ, không mà bán bánh tráng nướng không. Trời lạnh lạnh rồi chị. Gió lạnh lạnh vậy tự nhiên nói chi mà trời ơi. Dạ xỉu luôn á. Dạ. Nó nghe này rồi hai chồng lấy nhau bao lâu rồi? Dạ tụi con cưới nhau từ tháng 5 năm 2021. Dạ. Bữa nay là cũng là năm mấy rồi. Dạ, năm mấy. Gần 2 năm. Dạ. Dạ. Đó. 2 năm. Rồi có em bé chưa? Dạ tụi con có một bé năm nay được 13 tháng rồi. 13 tháng. Dạ. Cưới nhau được một năm mấy, có em bé được 13 tháng. Dạ. Vậy là cưới xong cái là dính bầu liền. Dạ giờ con bầu 5 tháng nữa. Là bé rưỡi. Trời ơi nãy giờ thấy lúp lúp cái bụng rầu mà không dám hỏi. Sợ hỏi mà không đúng cái nó kỳ. Chị cũng vậy. Vậy là bé đâu là bé dạ, bé gái. Bé gái. Dạ. Còn bé này là biết bé trai bé gái chưa? Dạ thì hiện tại là bé gái. À bé dạ, gái luôn. Dạ. Là hai gái. Dạ. Rồi thôi chúc mừng. Thôi chúc mừng đó. Nhưng mà nó nghe nào bây giờ quay lại thời gian trước đi. Dạ. Hai đứa coi như là lần đầu tiên là gặp nhau ở đâu? Rồi có ấn tượng gì về nhau không? Dạ lần đầu tiên tụi con gặp rồi quen biết qua mạng á chú cô. Dạ là qua một cái app luôn. Cái app hẹn hò. Dạ nhưng mà con thì chơi cái app đó thì đâu có nghĩ là sẽ quen và lấy chồng đâu. Cái lúc đó là con chỉ là tìm hiểu hiếu kỳ thôi nên là con mới lên chơi vậy á chứ con không có nghĩ. Và con vô cái mục á thấy ông này thích con. Cái con nhìn trong hình trời ơi sao già chát không biết mà nhìn già chát ha tại vì không có ăn ảnh đó cô. Dạ
thấy chà chát rồi, xong cái bắt đầu cái con thấy nghĩ là chắc lớn tuổi hơn mình mà thôi, cái kết bạn đại, kết bạn đại nói chuyện thấy là vui vẻ, nói chuyện thấy cũng được á. Nhưng mà xô sao lại là thích ngoài thích bạn này ra thì còn thích mấy cô nào ở trên app? Dạ, trên app á, thực sự ra thì mình lên app mình cũng dùng cái từ của app gọi là match á, tức là bấm nút thích rất là nhiều, nhưng mà người ta thích lại mình thì không có phải là ai cũng thích lại mình, mà thời điểm đó thì cũng không có gì, không có dự định là sẽ lấy vợ gì hết á, tại vì cũng cứ bấm thích vậy thôi. Sau đó thì hai người có trò chuyện qua lại, nhưng mà thời điểm đó thì có một khoảng thời gian khoảng chừng một vài tuần con quyết định là ngưng, không có tiếp tục nói chuyện với cô này, với vợ con nữa, và nói chung là xóa app luôn. Sao vậy? Tại vì lúc đó không tự nhiên không muốn tiếp tục đi theo những cái app nữa. Tại vì suy nghĩ là app nó không có thật, thế nó ảo quá đúng không con? Sau đó thì có những lúc buồn cái tự nhiên lại vào rồi lại kết bạn lại, rồi lấy cái số điện thoại của vợ rồi kết bạn Zalo. Sau đó thì hai người nhắn tin qua lại qua Zalo. Thì cái lúc mà ảnh thoát app á, con có suy nghĩ, con có nghĩ rằng là ông này chắc có mối nào ngoài ngon lành hơn? Không, con không nghĩ mối nào, tại con đâu có định quen đâu. Tại vì con nghĩ là quen hoài còn chưa chắc ăn nữa, huống chi quen qua app. Nên mà cái lúc mà tự nhiên ảnh biến mất vậy thì lúc đó con nghĩ cái gì trong? Con nghĩ là ủa sao mình nói chuyện mà cũng đâu có làm gì phật lòng người ta đâu, sao tự nhiên quỷ kết bạn mình, cái con cũng khó hiểu, cái con cũng thấy tiếc á, nhưng mà tại thấy nói chuyện vui á, cái con cũng thấy tiếc, nhưng mà con nghĩ ôi giờ người ta không muốn kết bạn mình thì thôi chứ biết sao giờ. Cái thôi chịu thôi cô, cái xong cái thời gian sau này con thấy kết bạn Zalo mà đổi hình đại diện đó cô, cái con thấy lạ quá, con đâu nhận ra đâu. Cái nhắn tin hỏi thăm con, cái con không có trả lời lại, tại con không thấy quen biết á, nên con phải trả lời lại kết bạn thì kết bạn vậy thôi à. Cái sau này tự nhiên đổi hình nền, kiểu như con nghĩ cũng cái duyên đó cô. Cái đổi hình nền cái con thấy thì ra là ông nội này, cái xong cái con mới nhắn tin lại, sao tự nhiên ông quỷ kết bạn với tôi. Tại vì lúc đầu á quen á là con tưởng đâu lớn tuổi hơn con, cái xong nói sinh năm 90, cái xin chị em đâu chịu đâu cô. Cái thế là xin ông với tôi luôn. Tại vì con lớn ông tuổi mà. Con lớn đúng không? Tuổi dạ. Sau khi kết bạn Zalo thì bao lâu tụi con gặp nhau ngoài đời? Dạ chắc khoảng tuần hơn tuần gì đó. Là hai đứa cũng nói chuyện liên tục, mà thời gian đó vợ con đang làm công ty. Thì hay đi K2, K3, rồi xong rồi buổi tối làm K3 rảnh, mà lúc đó con còn đang làm ban ngày thì làm, xong ban đêm cũng làm nữa. Nên cũng rảnh để đỡ buồn ngủ thì gọi video nói chuyện qua lại vậy đó. Cái xong rồi thấy cũng hợp ý nhau. Cái lúc đó thời gian đó con làm ở dưới Long An á. Thì sau đó thì hẹn nhau là gặp nhau ở Biên Hòa, rồi cũng chạy về Biên Hòa gặp nhau. Thì cái ngày gặp đầu tiên á, tại vì thời gian đầu quen nhau qua app nên cũng sợ, tại thấy báo chí đều viết là những cái vụ quen nhau qua app cũng sợ. Cái có dẫn theo một đứa cháu theo, cháu trai theo để gặp cô này. Thì bữa đi hai người đi ăn bò bít tết, hẹn hò nhau đi ăn, mà còn dẫn theo một cái con kỳ đà nữa. Cái xong rồi bữa đó gặp thì nói chung là cái ấn tượng đầu tiên của con về vợ con là nhìn cũng dễ thương, lùn lùn xíu thôi, nhưng mà khúc nào ra khúc đó. Có quay lại nói với thằng nhóc cháu chứ, ê mày, tao thấy chị này được nè, nhìn cái tướng này chắc mốt đẻ sai lắm nè. Như là chính vì cái điều đó như là càng cái này là mãi sau này khi vợ con hỏi lại anh bữa đầu gặp em rồi anh nghĩ gì, cái nói thì anh nghĩ em đẻ sai rồi thôi. Sai trái rồi. Là nhưng mà cô hỏi con nè, ảnh á thì ảnh ngại anh dắt theo đệ tử, còn con cái điều gì làm con tin tưởng ảnh mà con đi mình nên? Dạ tại vì về địa bàn của con mà cô. Con đâu có đi chỗ khác mà. Đó. Không sợ vậy. Dạ. Có ấn tượng lần đầu tiên gặp ảnh ngoài đời thì sao? Dạ con thấy ngạc nhiên luôn. Tại vì thấy trẻ hơn con nhiều luôn. Mà thấy đẹp trai nữa, cái mồi này thôi chết rồi. Tại như là chết chứ chị. Dạ. Cái lúc đó con cũng khớp lắm, tại vì con nhìn thấy bề ngoài chững chạc phong độ mà đẹp trai quá. Mà bình thường thì con gặp những bạn khác kiểu như là trong công ty có mấy bạn nam đồ, hoặc là những người lớn hơn con thì con nói chuyện bình thường lắm, không có rung, không có gì hết Tự nhiên gặp ổng cái xong cái con hay rung, mà lúc đó con nói nhiều lắm. Rung mà nói chuyện mà tai cứ lạnh ngắt vậy đó. Thường người ta rung người ta ú ớ, người ta ít nói, bạn này rung là nói nhiều. Nhưng mà nói tóm lại là hai đứa gặp nhau đều cảm mến nhau, đều đúng thích rồi. Nhau đều có ấn tượng tốt. Đúng bên rồi. Này là như là sai trái. Đúng rồi. Còn bên kia là đẹp trai phong độ. Có nghĩa là ngay cái hôm đầu tiên là con xác định là đến với nhau rồi đó, đúng dạ, rồi. Con thích, nhưng mà con nghĩ là chắc cái anh này không có thích con đâu. Tại vì tại sao?
Tại vì tính con hay tự ti á. Tại vì con nghĩ ôi mình chỉ làm công nhân thôi, người ta làm văn phòng dễ gì người ta chịu mình. Với lại con xấu nữa nên là nghĩ là chắc người ta không chịu đâu. Tại nghĩ chứ bạn bè thôi à. Nhưng mà sau đó về nhà thì là ảnh là người chủ động nhắn tin và gọi cho con đúng không? Dạ đúng rồi. Sau đó là hai đứa nói chung là con khoan đã, con vui không? Và con có thấy rằng là con không nên tự ti với cái mối quan hệ này không? Dạ con vui chứ. Tại vì hả, nghĩ mình tệ vậy mà lại có người vậy mà thích mình, chịu mình. Gặp mình nữa. Lần cho ông bỏ luôn, ông bỏ chạy luôn chứ dễ dạ. gì đúng không? Dạ. Con nghĩ trong đầu dễ gì? Đúng không? Dạ. Rồi xong rồi, nhưng mà rồi con thì sao? Đó, sau khi con về. Đối với con thì cái vẻ bề ngoài á, cứ mà về khuôn mặt á thì nó cũng không nhất thiết phải quá đẹp. Mà lúc gặp vợ thì thời điểm đó thì thấy là vợ cũng xinh chứ không phải là đúng rồi quá xấu. Dạ. Tại tự vợ con tự ti dạ. thôi. Cái thời điểm đó không có giống như bây giờ đâu cô. Lúc đó ốm có 50 mấy ký à. Nhưng mà khúc nào ra dạ. lúc đó đẹp đúng không? Mà nói chung là đẹp mà tức là hợp nhãn, nói chung là hợp nhãn đó. Dạ. Đúng rồi. Thứ hai là cái cảm giác khi nói chuyện cảm thấy rất là hợp. Hai đứa nói chuyện với nhau là giống như là hết pin điện thoại thì thôi á. Là lúc nào cũng video call cho nhau. Cái chiều hôm trước thì gặp nhau, xong rồi bữa sau con từ tại về quê, xong là sẵn ghé thăm luôn. Về trên nhà thì gọi điện liên tục rồi đó. Cái bố mẹ cũng hỏi ủa nay mày có bồ hay sao mà thấy mày gọi điện liên tục. Cái cũng không nói gì, cũng cứ tủm tỉm vô trong phòng rồi cầm điện thoại gọi hoài. Cái xong rồi chiều bữa đó mới hai đứa mới gọi cho nhau hỏi chứ em ơi chiều mai anh chiều tờ, ngày mai anh xuống á thì gặp nhau nha. Cái xong rồi vợ mới lúc đó mới nói chiều nay em bận rồi mẹ không cho vô nhà, mẹ không cho đi. Cái xong thiệt rồi không? Dạ tại vì trời mưa với lại đó giờ con có đâu có dắt bạn về nhà đâu. Cái ai cũng nói sao lớn tuổi mà không chịu lấy chồng, cái con cười cười vậy thôi. Tại mà con cũng này, nghĩ con đâu có lấy chồng đâu. Nhưng mà lần này dạ. là có mối mà mối dạ. ngon nữa. Cái rồi xong rồi cái xong lúc đó con mới nói giỡn là vậy không mẹ không cho ra ngoài thì thôi giờ anh vô nhà luôn được không? Cái nói tự nhiên nó đột xuất vậy. Cái xong vợ kêu thiệt hả? Cái rồi cái xong rồi cái vô luôn mới gặp mẹ. Dạ gặp phụ huynh luôn, đó là gặp phụ huynh luôn. Gặp mẹ sao? Dạ thì gặp thì mẹ có mời cơm, rồi ăn cơm với cả nhà, rồi ngồi ăn cơm xong thì con cũng về, thì lúc đó cũng coi như bạn bè bình thường, chưa có gì hết á. Nhưng mà lúc con về rồi mẹ mẹ cũng mừng vui lắm á. Tại vì nhiều người có hỏi là tại vì lớn rồi mà sao không hay có gia đình á. Dạ cái xong cái lúc đó là đi ca ba mà nghe ông này vô thì lạc đặt dọn dẹp nhà cửa. Cái mẹ nói tao đi ca ba thấy mày đi ca ba mà dọn dẹp nhà cửa là tao nghi rồi. Sao cái mẹ cũng mừng cũng vui, mẹ cứ cười tủm tỉm vậy á. Rồi tiếp tục chuyện tình. Cái chuyện ấn định cái việc tiến tới của hai vợ chồng con là nó có hai việc. Việc đầu tiên là cái chuyến đi sau khi gặp bữa đó về là hai đứa vẫn cứ nói chuyện qua lại rất là nhiều. Sau đó có một cái chuyến đi Bảo Lộc từ thiện đi ở chùa là công ty con tổ chức, thì con mới rủ cô này đi. Thì cô này nói là hả em đi để em về xin nghỉ là thứ nhất, thứ hai là xin mẹ không cho đi qua đêm đâu. Cái với lại bây giờ em cũng không có tiền để đi. Cái con mới lúc đó giống như kiểu sung lên rồi. Nói thôi để anh lên anh xin ba mẹ cho. Anh lên tận nơi anh xin phụ huynh cho đàng hoàng tử tế chứ không phải để em xin. Rồi chi phí đi anh lo hết. Với lại nhắn thêm với cô này một câu là đợt này anh đi anh mời bố theo nữa, nếu mà bố ưng á là xong phim em luôn á. Ủa là bố mời bố con hay là bố? Dạ, bố của con. Dạ. Hai bố con đi cùng. Đó. Dạ. Cái xong rồi là chuyến nó đi. Đi thì nói chung là đi bữa đó, chuyến nó đi cũng rất là vui, đặc biệt là ý nghĩa hai đứa có thể tham gia cái chương trình, cái chuyến từ thiện đó. Thì có cảm nhận về nhau, về cái nhìn nhận về cái tính cách cũng như là cách ứng xử với cộng đồng á. Như bố thì sao? Bố có ưng? Dạ bố thì cũng rất là vui, tại vì bố con thì cái tính cũng vui vẻ, cũng cởi mở và mong muốn có một người con dâu là cái tính tình lúc nào cũng thoải mái, hay nói. Nói chung là cái tính người Bắc gọi là đon đả đó. Thì bố chịu. Dạ bố ưng. Thì bố thì cũng ưng, bố cũng vui vẻ, bố không có gì hết. Nhưng mà đó là cái chuyến đi xa lần đầu tiên của hai đứa. Dạ. Nhưng mà kẹt cái là có phụ huynh đi theo. Dạ nhưng thực sự ra là bữa đó cũng đi vô chùa không à. Cũng không, chủ yếu cái mục đích đi của chuyến đó là để làm từ thiện. Và hai đứa nhìn nhận về cái tính cách cũng như là cái nhận diện ra nhau. Dạ. Đó. Dạ. Rồi coi lần sau có chuyến đi nào đi riêng không? Mà của hai đứa. Dạ. Cái nụ hôn đầu tiên đó, cái nụ hôn đầu tiên nó xuất hiện là trong cái chuyến nào? Dạ chuyến đó luôn ạ. Là cái chuyến đi từ thiện đó đúng không? Dạ. Là lén lén đợi bố ngủ xong rồi lén lén hôn. Dạ, không, dạ, không. Trong chùa không có dám làm gì hết. Tức là trong chùa thì hai đứa vẫn nói chung là như hai người bạn bình thường. Không, có thể là lén lén đi thoát khỏi chùa. Dạ, sau đó khi đi về rồi á,
khi đi về thì con mới chở cô này từ từ chỗ gửi xe về về nhà. Sau khi về thì nó mà rước rồi trả về đúng nơi đón ban đầu rồi, xong rồi đưa về nhà. Rồi lúc mà cô này ra tiễn thì hai đứa mới chọn cái gốc cây đầu đường bắt đầu dạ. Cướp răng nhau dạ. Tại sao cái nụ hôn đầu tiên của cuộc đời con đúng không? Dạ con hồi hộp, tim đập nhanh dạ, lạnh người. Trời ơi, mới hung mà con giống như con bị tuột huyết áp vậy. Thì cái lần đầu chuyện ấy thì lúc ấy con có xỉu không? Dạ không, con mới xỉu. Tại vì con quen, cứ hung lần đầu là con vậy chứ mà bắt nhịp vô cái là con quen liền. Quen liền. Đúng. Rồi bây giờ nè, sau đó dạ. Rồi có cái chuyến đi xa nào rồi mấy đứa coi như là vượt quá giới hạn không? Dạ sau đó thì không đi xa nhưng ở gần cũng vượt quá giới hạn luôn. Ở gần cũng vượt luôn. Đâu kể cho nghe coi cái chuyến đằng sau. Cái chuyến đầu tiên vượt quá giới hạn của vợ chồng con là bữa đó là lúc con vẫn còn dưới Long An đang làm dưới đó. Thì ở dưới đó thì buồn nó rủ vợ xuống chơi. Thì lúc đó hai đứa thì chưa đi quá giới hạn lần nào. Bữa đó thì hai đứa đi club trong lúc nó không phải lúc nhưng nó giống một quán cà phê nhưng mà mở nhạc DJ vậy đó. Sau đó thì vợ con mới thấy cái bàn bên người ta uống cái trong bâu mà cái loại chai trong bâu úp ngược á. Cái vợ con mới hiếu kỳ hỏi anh ơi cái đó uống có được không, cái con mới nói được cái sao không thử đi anh uống hoài. À bữa đó kêu bữa nay chắc vợ uống này chắc xỉn quá, cái mừng mừng trong bụng rồi. Cái xong rồi cô này mới uống hết một chai, con cũng uống một chai. Sau đó thì về cái cô này mới nó về tới phòng. Mấy lần trước thì bình thường rồi này, cái tự nhiên kêu anh em nóng quá. Cái rồi nóng quá rồi bữa đó không mặc đồ luôn. Cái rồi làm, nhưng mà cuối cùng về con mới biết là không phải là cô này bị xỉn. Say nhưng mà là say tình. Đó. Đúng không chú? Chú một chai bia úp ngược thì làm gì xỉn đúng không? Đó. Rồi và sao rồi đó? Hôm đó có bị lỡ kế hoạch không? Dạ không, bữa đó chưa bị lỡ cái mặt. Cái đó là về vợ con có nói với con một câu là em nói cho anh biết, tức là sau này cưới mới nói, em nói cho anh biết hồi đó anh đừng tưởng anh là gà nha, thực ra anh chỉ là thóc thôi. Tôi mới là gà nè. Em muốn nuốt hồi nào em nuốt. Cái xong lúc đó con chỉ trả lời một câu thôi, phận trai 12 bến nước biết làm sao bây giờ. Trao cho em luôn đó. Thôi bao lâu thì bà hai đứa mới đám cưới? Kể từ buổi tối đêm mấy? Dạ cuối 30/4. Sau bữa đó thì có một cái một lần quyết định nữa là gia đình con mà có một cái đám cưới thì con mới quyết định là mời qua nhà để xin phép ba mẹ với gia đình bên vợ là mời cô này đi chung đến đám cưới của một đứa em họ. Thì tới đó thì con cũng mạnh dạn giới thiệu với tất cả mọi người là đây là bạn gái của con để giới thiệu đàng hoàng với bên gia đình của mình để mọi người cùng biết. Nói chung là công khai để mọi người được biết. Thì sau đó về thì hai đứa gia đình ân huyền đúng không? Dạ hai đứa tính toán đến chuyện quen nhau và tính cái chuyện cưới nhau. Dạ rồi có kế hoạch là sẽ để sang năm rồi cưới. Nhưng mà cuối cùng vỡ kế hoạch. Dạ không, kế hoạch thì vẫn theo kế hoạch. Còn cái chuyện có em bé thì nó cũng là theo kế hoạch luôn. Dạ tức là đã xác định cưới vào cái dịp đó, sau đó thì hai chồng nói là quyết định thả để tại vì cũng xác định là cũng tuổi cũng không còn nhỏ nữa thì thả để dính thì được, không dính thì từ từ cũng phải thả thôi. Nên là đã xác định ngày cưới rồi và đi đăng ký kết hôn xong xuôi rồi và thả luôn. Dạ, thả luôn. Như vậy là sau ngày cưới là như là mới có bầu hay là trước ngày cưới luôn? Trước ngày cưới là nhưng mà tại vì xác định luôn là thả luôn. Tại vì tuổi lớn rồi cho nên là cứ việc thả có cũng được mà không có là tính tiếp. Đó, ý nhưng, nhưng mà là khi mà phát hiện có bầu thì là hai vợ chồng vui không? Dạ vui. Vui chứ. Xác định rồi đúng không? Vui chứ, bởi vì nghĩ là mình lớn tuổi rồi. Mình cần phải nghĩa là bây giờ cứ thả thoải mái đúng không? Dạ đúng rồi. Bởi vì cũng suôn sẻ quá. Như lại có cái lý do nào nữa không ngoài tuổi tác? Dạ tại vì mẹ con á thì kiểu như là cũng ngại về mấy cái chuyện mà bầu trước cưới á. Dạ nên là khi mà con có bầu á cái con cũng nói với mẹ, cái mẹ nói là sao không để tới ngày cưới rồi hả ấy. Dạ cái con mới nói là kiểu như tuổi con cũng lớn rồi á, với lại mà mình có bầu với chồng mình chứ đâu phải có người khác đâu mẹ lo. Cái mẹ cũng xui xui theo chứ mẹ con cũng lo là sợ là bầu trước rồi sợ bên đàn trai kiểu như là không cho đi vô bằng cửa chính á. Dạ kiểu vậy. Rồi
Có nghĩa là tụi con, cái tình yêu của tụi con nó suôn sẻ từ những cái ngày đầu cho đến lúc cưới luôn. Dạ. Có gây lộn, có kiểu như có lúc nào mà giận hờn mà đòi chia tay chia chân gì không? Dạ có giận hờn nhưng mà chia tay thì chắc là không có. Nhưng mà giận hờn thì chỉ nói cái kiểu câu như mà được thì được, không được thì thôi, chứ không có nói là chia tay đi hay gì hết. Thì có lần đó là bữa đó là mùng 3 Tết thì hai chồng có gặp nhau, xong rồi tới mùng 4 là có giận nhau. Sau khi giận nhau thì cũng vì những lý do đơn giản thôi, là tại vì không hiểu nhau thôi, những cái thói quen sống rất là nhỏ rồi. Sau đó hai chồng giận nhau, cái xong rồi chừng khoảng được chưa đầy ngày đó thì làm hòa. Cái vợ con mới nói là cái đợt này em tưởng là chia tay rồi, sao em lo ghê, không biết là lỡ mà sau này có chuyện lớn hơn thì sao. Cái lúc đó con mới nói là thôi, đằng nào cũng vậy thì thôi, giờ mình anh cũng sợ là hai đứa mình xa lắm, xa nhau lắm. Thôi giờ tính toán là chuyện tới khoảng 2-3 tuần nữa mình cũng đi bỏ rượu rồi. Thì thôi mình thả luôn, là vì cái lý do đó nên hai vợ chồng mới tính cái chuyện là thả có con luôn. Thả con luôn. Dạ. Rồi. Đó là một cái dấu mốc là hai vợ chồng suy nghĩ là để gắn kết hơn. Là biết trước luôn đó. Dạ. Là biết trước hết luôn. Dạ, nhưng mà có nhớ được cái thời điểm nào mà coi như là mình dính luôn không? Dạ có. Sau này con mới điều tra ra là cái thời điểm nào dính. Đó. Nhưng mà cái thời điểm đó bữa đó là hai vợ chồng đi chọn nhẫn cưới. Dạ con đi chọn nhẫn cưới xong rồi. Hồi đó lén mẹ chứ đâu có cưới đâu, đi nhà nghỉ là lén mẹ không á. Có đi thử nhẫn cưới về cái buổi trưa chắc 11 giờ mấy á. Cái nắng quá, cái nói vợ chứ em ơi nắng quá đi chỗ nào mình làm tí đi. cái câu chuyện là tới bây giờ con nhớ còn mắc cười là hai chồng đi vô trong nhà nghỉ đó, cái sợ là quá giờ về mẹ biết mẹ la. Cái nói vợ chứ mình đi một tiếng thôi nha em, đúng một tiếng thôi nha. Cái xong con nhớ là chui vô nhà nghỉ trong cái hẻm trong tút trong sâu á, bà chủ bà nói 1 tiếng 60 nha con. Cái nhà nghỉ nó nhỏ, nhà cấp 4 nhỏ xíu à. Cái xong rồi chui trong nó, cái xong trả tiền trước luôn. Bà lấy tiền trước luôn, kêu còn ở 1 tiếng thôi cô ơi. Cái xong hai chồng mần xong xuôi hết rồi, mệt quá nằm ngủ. Trời ơi, đang ngủ quá trời ngủ, tự nhiên cái mê man cái bà đập cửa đúng. Ê, hết giờ. Lần đầu tiên trong đời mà thấy đi nhà nghỉ mà bị người ta đuổi ra vì hết giờ. Ai biểu trả tiền trước. Trả tiền trước. Đúng giờ. Phải đi về thôi để người ta còn tiếp khách khác. Đúng không? Giờ là lên đường đó. Cái xong rồi sau này khi mà về con rà lại. Con tính toán lại. Dạ, mình biết là cái thời điểm đó là có bầu. Cái con mới nói vợ con là rồi đúng rồi. Bữa đó chắc bà chủ bà đập cửa dữ quá, vợ sợ quá và rụng trứng cái đẻ luôn. Dễ thương. Lý do chính đáng một. Mất hồn rụng trứng rớt bẹp. Rồi. Trời ơi, chồng này vui quá. Ừ. Thôi bây giờ vô cái chuyện mà bây giờ tới cái vụ này nè, cái này mới đúng là cái phần mát. Dạ. Mà chắc có lẽ là chắc con khoái lắm đó. Cái phần mà khui cái tật xấu của bạn ấy đó, đúng không? Đúng không? Con coi chương trình này nhiều mà. Dạ đúng không? Con coi, con thích chương trình này. Dạ. Con thích chỗ này không? Dạ. Con thích cái đoạn này không? Dạ thích. Đó. Bây giờ con khui trước đi. Nhường con nói trước đó. Chồng con là chỉ có đói bụng á, thì quạo thôi, quạo nhìn mặt đói bụng. Nghiêm lắm. Dạ. Xấu đói. Dạ, xấu đói, tính xấu. Ảnh cũng biết ảnh tính là cái nó xấu đói á, nhưng mà thì con cố gắng không làm cho anh đói là anh không quạo. Như ví dụ như bây giờ con đang quay này là con đói hay là con chưa đói? Dạ vợ con biết con đói này, nãy vợ con có quốc trong hộp cơm mà. Chồng giờ nó lên bởi vì nó vui đó chị. Nó vui đó chứ không mà cái giờ nó vui quá trời. Chồng này giờ nó quạo lắm á, không nổi rồi. Rồi xấu tính đói nè. Dạ. Hỏi gì nữa? Dạ với lại kiểu là góp tính ảnh thẳng thắn á, ảnh góp ý thẳng quá, là ví dụ như là về nhà mẹ con chơi cái con mà làm chậm gì kiểu như là con hay quên gì cái ảnh nhắc là ảnh có mặt mẹ đó, ảnh nhắc luôn là ảnh không hài lòng gì thì ảnh nhắc luôn có mặt mẹ đó. Cái con mới nói với ảnh là có gì thì về hai chồng nói nhau, tính con không thích là gây lộn hay là cho người khác biết gì hết á, là kiểu như vợ chồng về không thích gì không được gì á thì nói nhau biết hiểu nhau chứ không có trước mặt người khác mà góp vậy. Dạ, con không thích cái đó thôi. Dạ. Có nghĩa là nói trước mặt mẹ. Dạ, về nói những cái tính của vợ trước mặt người khác. Dạ. Nói chung là như vậy. Dạ. Đúng không? Dạ. Gọi gì nè? Dạ vậy thôi à. Có đào hoa không? Dạ đào hoa. Dạ đào hoa. Có ghẹo gái không?
Dạ cũng có ghẹo nhưng mà mấy cái đó con không có ấy. Không sao đúng không? Dạ. Mà có bao giờ mà ghẹo gái trước mặt vợ không? Dạ có hồi trong mùa dịch á, cái ảnh cũng lên trên mạng á, kết bạn với mấy bé kia kìa. Cái xong cái mấy bé kia gọi lại, ảnh đang nằm với con, cái ảnh cũng kể cho con nghe. Ảnh cũng nói cái bé đó gọi tới, ảnh cũng bắt máy có mặt con đó luôn. Cái xong cái bé nó gọi bé, gọi máy ảnh, cái ảnh nói alo, cái bé nói anh đang làm gì vậy? Cái ảnh nói là anh đang nằm. Cái bé hỏi nằm với ai? Cái nó nằm với vợ. Cái nhỏ nói ách đù. Xong tắt máy luôn, con chưa kịp nói gì. Hai vợ chồng cứ cười vậy. Nghĩa hả? Dạ, nói chung là cái đó thì không phải là cái gì gọi lén lút mà gọi là vui thôi. Hai chồng thì cũng sàm sàm lại chứ không tánh con hai sàm. Ông ghẹo người ta nhiều khi chúng với những đứa bé nó mới lớn. Dạ. Ghẹo vậy rồi tội nghiệp nó tổn thương. Hồi đó thôi chứ tới bây giờ thì sau khi mà vợ bầu đứa thứ hai rồi thì vợ cũng hay nhạy cảm á. Nên là con cũng không có bây giờ đùa giỡn kiểu đó nữa. Thôi bỏ đi, dạ. Bỏ đi, không nên vui. Nó cũng không có gì là hay ho nên không. Hay. Dạ. Đúng rồi, hay á. Dạ. Rồi vậy là con mong chồng con thay đổi những điều gì trong những điều con mới kể? Dạ, chỉ cần ảnh là kiểu như góp ý con thì góp riêng cho mình con thôi. Dạ. Còn đói thì con khắc phục được, đừng để ảnh đói là ảnh sẽ không bỏ. Đó, khắc phục đó. Dạ. Hay. Rồi bây giờ tới con đó Sô. Dạ con thì vợ con chỉ có tật duy nhất là mà con cảm thấy là con hay khó chịu thôi, là chậm chạp và ngủ bất chấp. Tức là vợ con có thể ngủ bất chấp hoàn cảnh, bất chấp thời tiết, bất chấp ở lúc đâu nào luôn. Buông ra cái ngủ. Dạ buông ra là cái ngủ được ngay. Và ngủ rất là mê ngủ luôn. Ngủ nhiều khi mà tự làm chày mình luôn cũng không biết nữa. Tức là ngủ rất mê ngủ luôn. Vợ con thì có cái tật đó là tức là con đi đâu xa thì hay nhắn với con là anh đi tới nơi nhớ nhắn về cho em nha, hoặc gọi cho em nha để em đỡ lo. Cái xong rồi con đi tới nơi rồi con nhắn lại cái em ơi anh tới rồi, cái xong rồi vợ ngủ mất tiêu, sáng mới dậy đọc tin nhắn. Nhiều lúc con lúc thời gian lúc đầu á con mới suy nghĩ trong đầu thôi, rồi cô này đâu có yêu mình đâu, nói lo cho mình để đỡ lo mà ngủ tới sáng, cái đâu có lo đâu có suy nghĩ gì đâu. Ảnh hay nghĩ vậy á cô, kiểu như là anh nghĩ là lúc đầu mới quen nhau giận hờn linh tinh là mấy cái chuyện đó, anh cứ nghĩ là con không yêu ảnh là không quan tâm á. Dạ. Nhưng mà tại vì con thời gian con làm ca kíp nên là con phải cần ngủ á, ngủ để vô việc rồi. Làm để nó tỉnh táo. Mà con nói là yêu thương là hành động, với lại do ảnh cảm nhận là ảnh biết chứ đâu phải là đã thức rồi nhắn tin ảnh mới biết là con thương ảnh đâu. Bởi nghĩ vậy nghĩ quan cho con. Tại vợ con này tính vô tư quá. Vô tư đó. Vô tư và không có cầu kỳ trong cái vấn đề mà giống như là phải như này phải như kia để cho lãng mạn á. Vợ con thì không như vậy, nhưng mà con thì có một chút gọi là phải quan tâm kỹ một chút và hơi cầu kỳ, hơi lãng mạn một chút. Thì cái yêu cầu suy nghĩ nó hơi kỹ một xíu chứ không có có sơ sài được. Ví dụ như con đi tới nơi thì con luôn luôn là em ơi anh tới rồi, hay là giờ này anh làm cái gì đó, hay gọi video vào cho vợ để nói cho vợ biết là mình đang làm cái gì, đang ở đâu, hay là đi đâu tới trễ quá không về thì sẽ nói với vợ trước để đừng chờ cơm, hay là nếu mà trễ qua cái giờ đó sẽ gọi lại cho vợ. Ví dụ như hẹn là 10 giờ anh về mà 10 giờ chưa về được thì sẽ nhắn lại cho vợ. Thấy con mong muốn vợ mình thay đổi điều gì? Thực sự ra thì cái trước đây thì con có suy nghĩ nhiều về cái vấn đề là hai vợ chồng phải thay đổi vì nhau lắm, nhưng hiện tại thì vợ con cũng có những tính xấu nhưng mà con không có suy nghĩ là mình phải thay đổi, cho không cần vợ phải thay đổi gì hết, tại vì con suy nghĩ là vợ con cứ như vậy được rồi, thay đổi nữa chắc chết quá. Thật ra tới đây thì chú này rất là chúc mừng con. Dạ. Là bởi vì con đã có được một người chồng rất là tâm lý. Dạ. Chị nhớ lúc đầu bạn ấy khi gặp bạn này lại có một cái sự tự ti. À, không biết là anh ấy có chấp nhận mình, có chịu mình hay không. Với một người đàn ông có ngoại hình rồi lại có công việc như vậy thì có chấp nhận yêu một cái cô bé công dân như mình hay không. Đúng không? Dạ. Bây giờ thì không biết là chú rất muốn nghe cái cảm nhận của con về cái người đàn ông này. Người chồng mà mình đã lựa chọn là một người rất tâm lý như thế này. Dạ. Con thì trong lòng con cảm thấy may mắn lắm. May mắn vì gặp được anh này mà anh này chịu chấp nhận là con làm vợ nữa, tiến tới với con. Nhưng mà sống chung ảnh rất là tâm lý. Dạ. Cái gì cũng lo lắng quan tâm. Hồi đợt con bầu á là anh nhờ con kiểu như con lụm gì đúng không, đứng ngay cạnh góc bàn á, anh sợ con đứng dậy cái con bá cái bụng vô cái góc bàn á, ảnh lấy tay ảnh che, nhiều cái là ảnh làm âm thầm lắm, ảnh không có nói ra đâu, nhưng mà con quan sát con thấy con biết á nên là con vui lắm. Mà cô thì cô thấy vậy nè, thực ra thì chồng con á là không mong muốn con thay đổi cái điều gì. Nhưng mà theo cô á thì với một cái người chồng mà như con vừa nói ha,
Thì anh này là anh vừa tinh tế, anh tinh tế, anh quan tâm và anh gọi là anh cũng nhạy cảm nữa đó, chứ không phải là ấy đâu. Thì thành ra là cô nghĩ con cũng sẽ phải tự gọi là thay đổi bản thân mình. Nhất là cái việc mà quan tâm nhau. Thực ra nó cái hành động là một chuyện là đương nhiên rồi. Vợ chồng với nhau á, yêu thương nhau bắt buộc phải có hành động rồi. Nhưng cái có những cái á, theo như là ví dụ như một cái tin nhắn thì mình nghĩ đó không phải là hành động, nhưng thực sự đó là hành động. Một cái hành động rất là cụ thể. Cái gì à? Micro chị Vân đúng không? Đâu có đâu. Rồi ok, tiếp chị Vân. Nó mới nhắn micro chị Vân. Nó đi nó suột lại cái đó đó. Nãy giờ 100 cặp á. Thực ra thì cái vấn đề ví dụ cô nói như là tin nhắn đi, thì có thể con nghĩ đó không phải là một cái hành động, nhưng thực sự đó là một cái hành động hết sức là nó nhỏ thôi, nhưng mà nó lại cực kỳ có nhiều ý nghĩa. Con đừng để chồng con bị mất cái thói quen đó đối với con. Thì bằng cách là con phải tương tác lại cái đó. Chứ nếu không, chồng con mà bị mất cái thói quen đó là con là người lỗ vốn. Con hiểu cô không? Đó, thành ra mình sẽ tự thay đổi, mặc dù anh không mong muốn, nhưng mình tự biết. Đó thì có thể là con ngủ. Tại vì á, cái giấc ngủ đối với bạn á, rất là quan trọng. Tại bạn làm ca làm kiếp. Thì dễ lắm. Trước khi con ngủ, con nói là chồng ơi, không biết anh tới chưa, nhưng mà bây giờ vợ buồn ngủ quá. Thì em ngủ trước nha. Nhưng mà tới anh cứ nhắn cho em để em yên tâm. Sáng em yên tâm là anh đã tới rồi. Đó. Thì khi mà chồng con đọc được cái tin đó là chồng con hiểu cái vấn đề liền. Thì không bao giờ suy diễn nữa, đúng không con? Đúng không bao giờ suy diễn mà nó ở đó. Thì từng cái điều nhỏ đó, tại vì con đã sở hữu được một cái đức ông chồng là vừa đẹp trai, vừa tinh tế, vừa tế nhị, là yêu thương vợ con nữa. Thì con đừng để mất những cái gì mà anh ấy đã có. Hiểu không? Những cái đức tính tốt mà anh ấy đang có và đã có. Gợi ý của chị Vân quá tuyệt vời. Dạ con cảm ơn. Rồi chúc mừng hai vợ chồng nghe. Rồi chú cũng chúc cho con. Hai mẹ con mẹ tròn con vuông. Sắp tới ngày khai hoa nở nhụy rồi, đúng không? Và bé này là sinh ra năm mèo nữa, mèo vàng nữa. Rồi chúc cho hai vợ chồng luôn hạnh phúc và cùng nhau nắm tay nhau vượt qua những khó khăn, lúc nào cũng yêu thương ha. Bởi vì các bạn đã chọn được hạnh phúc của mình. Hạnh phúc là lựa chọn. Cảm ơn. Con cảm ơn cô chú.